quy trình chuẩn sale, nét số 0, khách gọi đến, tiếp cận khách đợt 1, nắm rõ tên, tuổi, địa chỉ, nhu cầu, tài chính, mục đích, khi nào mua, tìm hiểu tới đâu rồi. Nét số 1, đã gặp trực tiếp khách hàng, nhu cầu thực sự, có tìm hiểu, quan tâm dự án và có phản hồi một cách tích cực. Nét số 2 là gặp lần thứ 2, quan tâm cụ thể, nền, căn, tầng, đường, có nhiều khúc mắc, muốn xem thêm một số dự án khác, lăng tăng về giá, vị trí, chắc chắn mua khu vực này nhưng chưa chắc mua dự án này. Nét số 3, quan tâm dự án, hỏi nhiều về lô, về số căn, giá cụ thể, hỏi nhiều sale để biết dự án và lô căn đó chắc chắn muốn mua, chỉ còn lăn tăn về giá và chờ người thân đồng ý. Nét số 4, giữ chỗ, đặt cọc, chuẩn bị thông tin khách hàng, phiếu giữ chỗ, hợp đồng cọc, chuẩn bị thông tin khách hàng cần.